Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón phần giao lưu với một vị khách mời cũng rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin giới thiệu nhà giáo Bích Ngọc, nguyên giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội ạ. Vâng ạ. Và bật mí với quý vị và các bạn thân mến, vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà giáo. Và đặc biệt hơn, bà cũng chính là mẹ của hai nghệ sĩ, nhà báo rất nổi tiếng. Đầu tiên, đó chính là bà chính là mẹ của nhà báo Tạ Xuân Thọ, Phó phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, một thành viên ở trong ban tổ chức của chúng ta. Và đặc biệt, bà cũng sinh thành cùng với chồng để nuôi dưỡng một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng với nhiều bài hát âm hưởng dân gian, bài hát nhạc nhẹ được nhiều khán giả vô cùng đón nhận. Đó chính là nhạc sĩ, nghệ sĩ Giáng Son ạ. Dạ vâng, hôm nay đến với cả chương trình giao lưu chèo thì bà có thể nói lên cảm xúc của mình trong ngày hôm nay được không ạ? Vâng. Vâng ạ, con xin mời bà. Vâng. Xin kính chào tất cả các bạn hôm nay đến giao lưu chèo. Tôi cũng không có lời gì để nói nó nhiều, chỉ kính chúc sức khỏe tất cả các bạn được luôn luôn mạnh khỏe và đi giao lưu chuyến này thật là thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, ở đứng với bà thì Thanh Phong xin phép được gọi là cô, bởi vì chúng em cũng đang theo học tại Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và những thế hệ thầy cô giáo đi trước luôn là những cây đa cây để cho chúng cháu, chúng em được noi theo học tập. Và đặc biệt hơn là dù tuổi cao nhưng tâm hồn và sức khỏe cũng luôn luôn mạnh khỏe. Và đặc biệt là cô luôn luôn có một năng lượng, niềm vui với cuộc đời và tin yêu với nghệ thuật để truyền cho thế hệ trẻ. Đứng trong sân khấu, quý vị biết không, Thanh Phong có hỏi em thưa cô năm nay cô bao tuổi rồi. Quý vị biết tuổi thật của cô năm nay bao nhiêu không ạ? Vâng, sẽ một tràng pháo tay Thanh Phong tiết lộ tuổi thật nhé, mà chính cô nói với ông nhé. Năm nay cô 38 tuổi thôi ạ. Vâng, đấy là một cách rất là ví von, rất là đáng yêu mà cô đã thủ thỉ bên tai của Thanh Phong. Và bây giờ thì... Tức là ngược lại ạ, 38 và là 83. 83 đấy ạ. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, đến với giao lưu chèo ngày hôm nay thì cô có một cái tiết mục gì đặc biệt ạ để gửi tới cuộc giao lưu chèo ngày hôm nay ạ? Dạ vâng, có. Dạ cô vâng. Cũng đã chuẩn bị. Dù sao thì đến giao lưu chèo cũng có một tiết mục để kính dâng với tất cả các bạn yêu chèo, mà một cái nhân vật mà chúng ta ở trong dân gian ấy thường nói là cái thằng này nó là thằng Sở Khanh mà, không chơi với nó. Tức là hôm nay tôi đóng một vai Sở Khanh, mà một người đã 83 tuổi mà lại đóng một anh con trai, mà lại một cái vai phản diện. Thành ra là hôm nay tôi cũng xin có lời các bạn, nếu có cái gì mà nó chưa được thì các bạn cũng thứ lỗi cho. Xin được. Vâng, một tràng pháo tay để chào đón tiếng hồ cô ạ. Để chúng ta thấy được sự biến hóa vô cùng đặc sắc của những người nghệ sĩ chuyên nghiệp và đặc biệt là một giảng viên nữa, từ tuổi thật cho đến con người thật, đóng một vai hoàn toàn khác với một chàng trai. Và đặc biệt là chàng trai đó thì rất là có những tính cách rất là như trong vai diễn là vai Sở Khanh đúng không ạ cô? Sở Khanh. Vâng ạ, một tràng pháo tay để chào đón sự biến hóa vô cùng đặc biệt của nghệ thuật chèo trong con người của nghệ sĩ nhà giáo Bích Ngọc ạ. Vâng. Xin cảm ơn các. Xin cảm ơn. Cũng để nói là gọi là cái anh Sở Khanh thì nó là mặt trái mặt phải. Thì ở đây tôi chỉ giới thiệu những cái động tác quạt của cái nhân vật mà nam ngang. Sân khấu chèo chúng tôi gọi là nam ngang là cái anh nó không tử tế. Cho nên cái quạt nó dùng mà, nó dùng nó quay đi, xong nó lại quay ngược lại. Xong nó đảo những cái quạt như thế này. Thì đấy là những các cái nó không đứng đắn. Đấy. Thế cho nên khi mà tôi biểu diễn thì nó có những cái gì mà nó chưa được đạt với cái vai Sở Khanh. Xin mọi người thứ lỗi. Xin phép được bắt đầu ạ. Bản thư hương phong nhã, tôi biểu tự Sở Khanh. Nghề ăn chơi nay đã lọt vành, đường sắc xảo tôi vào tay bậc nhất. Vẳng tai nghe hẳn thật rằng tú bà mới mua được
Kiều Nhi. Nàng đủ tài thi họa cầm kỳ, ta muốn đến để thử tài thục nữ. Dạo khắp thời cái đất kinh kỳ, ta đi ta ăn chơi cô nàng ơi. Dạo khắp thời cái đất kinh kỳ, nói rằng đủ ăn tan tình đủ mặc, rằng chẳng thiếu gì, chẳng có thiếu gì nghe chơi giàu. Cô nàng ơi, thời ngũ tình đường đi ngoài. Ý, 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 ý. Thời nay ngũ ấy tình đường ngoài. Rằng tình đông tan tình tình bắc, rằng đã tình đoài kìa nỗi sân tây dầu mà. Ta nghĩ ta ngao du cô nàng ơi, thời dạo khắp đó thì đây. Thúy Kiều, bây giờ ta phải đến lầu Ngức Bích một phen để gặp nàng Thúy Kiều xem sao. Nào, ngựa truy phong của ta đâu? Đưa ta đến lầu Ngức Bích gặp nàng Kiều nghe không? Ta bắt đầu đi thôi. Kiều, ta sẽ đến gặp nàng. Nào, ngựa truy phong, đứng đợi ta một lát nghe con. Văng vẳng tai nghe giọng thảm sầu. Kìa ai than khóc ở trên lầu, thuyền quyên vì gặp anh hùng sớm, sổ cũi toan lòng có khói. Để gọi được nàng Kiều ra. Ơ này Thúy Kiều, ai là nàng Kiều? Nàng Thúy Kiều, ra đây cho chúng ta đàm đạo nào. Chàng là ai mà chàng đòi gặp ta thế? Ta là Sở Khanh, khét tiếng là khách làng chơi, trốn Lâm Truy đấy làng ạ. Thích chàng gặp ta có việc gì? Ta muốn cứu nàng ra khỏi trốn lầu xanh này, nàng có ưng không? Nếu ưng thì
ta nói là ta là Sở Khanh. Ta muốn giúp nàng ra khỏi chốn lầu xanh. Nàng có ứng không? Có. Chàng giúp tôi ra khỏi chốn lầu xanh, tôi sẽ cảm ơn chàng. Được. Thế thì nàng nghe ta dặn này. Tức là nói lời làng giữ lấy lời. Ngày 21 nay à, tốt thời đón ta. Nàng nhớ là ngày 21 giờ tốt, nàng đón ta ở điểm hẹn nghe không? Đúng rồi. Ui, kiều đẹp quá. Nàng kiều đồng ý đi với ta rồi. Sổ cuối toan lòng cho cánh chim hồng bay bồng giữa trời xanh. Thúy Kiều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng với cái miệng của Sở Khanh này thì đi đâu mà chẳng lọt. Nàng hẹn ta gặp ở điểm hẹn và đưa nàng đi. Này nàng ơi, nàng cẩn thận nhá, không có là lộ ra là hỏng hết đấy. Không ai được mách với tú bà về chuyện này, phải kín các bạn nhé. Nếu nàng không đi thì ta lại cùng ngựa truy phong, cao chạy xa bay. Nàng có đi không? Được rồi, thế thì thế nhá. Ta cứ phải giữ bí mật để còn cao chạy xa bay nàng nhé. Bây giờ nàng Kiều đã đồng ý đi với ta rồi. Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là phận nữ nhi, cho nên là nông nổi giếng khơi. Ta sẽ đi về coi như không gặp tú bà nữa, mà chúng tôi sẽ cao chạy xa bay cùng với con ngựa truy phong. Xin bắt đầu truy phong, ta đi. Cảm ơn. Vâng, một tràng vào tay cho nhà giáo Bích Ngọc, thưa quý vị và các bạn. Cảm động quá. Rất là đáng yêu. Và thưa quý vị thân mến, lúc nãy Thanh Phong dành một cái phần giới thiệu đặc biệt nữa mà bây giờ Phong mới tiết lộ cho quý vị. Lúc nãy Thanh Phong có biết rằng giới thiệu quý vị một người mẹ, một người cô rất giỏi thế này thì chắc chắn có những người con rất thành công. Mà Thanh Phong đã giới thiệu với quý vị đó là anh Tạ Xuân Thọ, phó phòng dân ca nhạc cổ truyền Đài Loan Việt Nam, nhạc sĩ, nghệ sĩ Giáng Son. Và đặc biệt nữa, ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng hướng mắt của mình ở phía cuối sân khấu được không ạ? Và dành một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Tạ Khắc Đức. Tạ Khắc Đức ạ. Chính là con trai của bà trong đạo diễn về lĩnh vực âm thanh ánh sáng. Người đã âm thầm lặng lẽ từ xa để luôn luôn dành cho quý vị những phần âm thanh hay nhất và ánh sáng đẹp nhất để phục vụ cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp và các nghệ sĩ tham dự hội chèo không chuyên ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều. Cháu xin mời bà bước vào sân khấu ạ. Cho bà.